Shop hàng Nhật Đô Lệ xin chào tất cả các bác. Hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm 2020. Em lên sóng giới thiệu một chiếc nồi Tiger. Con này là nồi 1.8L các bác nhé. Nồi 1.8L, nồi to đấy. Nhìn trên clip thì các bác có thể không phân biệt ra là nồi 1.8L hay nồi 1 lít. Vì là cái trên clip nó cũng không có sự chênh lệch nhiều. Đây, em đang test luôn sôi các bác nhìn. Hơi nước. Thì ok, rong chỉ ngon lành mọi thứ. Đấy. Đây là một con nồi của hãng Tiger, có khoai sách các bạn này. Nhiều chế độ nấu lắm, đây đang đun nước, đang test đấy, tắt hình em nhé. À, đây. Tắt ở đây. Đấy, 1.8L đấy. Đấy, có nhìn thấy ạ, đang sôi mục luôn. Con này rong chỉ còn rất là đẹp các bạn này. Rong nồi rất là đẹp nhé. Lòng nồi con này thì em đã xem rồi, đẹp long lanh luôn, không có tí vết gì cả. Trên clip đang có nước thì các bác khó nhìn. Đấy. Con này thuộc dòng phân khúc áp suất 2B. Đấy. Nóng lắm ạ. Nhưng còn rất là mới các bạn này, nhìn phần nhôm này nhá, như mới luôn. Con nồi rất là ít dùng, nấu cơm ngon đỉnh cao nhất trong dòng Tiger đấy. Nói chung là con này các bác mua không phải suy nghĩ gì về chất lượng nấu cơm rồi. Đấy. Nấu cơm cực ngon luôn ạ. Em bán chỉ có các cái dòng nồi VIP thôi, cái dòng nào nó ngon thì giới thiệu với các bác, bảo các bác là nó ngon. Còn dòng nào bình dân, dòng cỏ thì nói là dòng cỏ. Đấy, có sao không, nó phải con này toàn bộ vỏ nhựa hết. Đó nhé. Riêng thằng Tiger này đây thì nó lại sản xuất tại Nhật luôn, Made in Japan coi như này. Đấy. Sơn năm 2012 nhé, tình trạng còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Cái lòng nồi này của nó rất là dày, em đổ nước đi đấy nha. Đây các bạn nhé, cái nồi của nó rất là dày này, dày cộp bằng gang luôn này. Đấy. Đấy. Lòng nồi thì không bong chóc thôi nhé, chỉ có xước chút thôi, có xước nhẹ thôi chứ còn không có bong được. Nên là vết xước là do cái người ta dùng nấu, người ta dùng cái thìa sắt. Còn không có hiện tượng bong nổ gì, nó rất là đẹp luôn. Một con nồi không phải nghĩ gì về chất lượng ạ. À. Rất là đẹp, em rút điện này. Con này em bán là 4.2 triệu các nhãi. Quá nóng luôn, nồi Nhật thực sự nhiệt tốt thật. Giá 4.2 triệu các bác nhá, nồi 1.8L đấy ạ. Các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ. Địa chỉ số nhà 192 tổ 12 thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Đấy. Nồi điện 100V các bác lưu ý nhá, giá chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Xin chào các bác.